Chào cả nhà, con là chuột nhỏ dễ thương đây. Cả nhà ơi, cả nhà có biết con đang ăn gì không nè? Con không biết đâu, con không biết, nhưng mà con chỉ biết là ăn nó rất là ngon thôi. Cả nhà có biết thì cả nhà trả lời với phòng lận giùm con nha, con cảm ơn.